Đồng chí Thao quản lý kênh Chim Cô Gái Hay xin kính chào tất cả các bác. Và hôm nay cũng rất là công phu khi mà đồng chí Thao sẽ đưa ra cái bảng giới thiệu về cái tài liệu để cho bà con ai đó muốn tìm hiểu, tham khảo về kỹ thuật và cái đặc tính của con đà điểu. Và đây là cái thông tin đầu tiên về kênh Chim Cô Gái Hay, một trong những kênh truyền tải về con chim cô gái, con đà điểu và một số cây con giống theo cái quan điểm của mình. Và báo cáo với các bác thì tài liệu gồm có một số trang như sau. Đấy. Thì các bác có thể là tham khảo về những cái vấn đề xoay quanh con đà điểu, gồm có 13 vấn đề: xuất xứ ở đâu, như thế nào, rồi ăn uống tập tính, rồi 13 câu hỏi như trên đây. Đấy. Thì bên mình có những cái thông điệp mà mong muốn là các bạn theo dõi kênh để nắm bắt được những cái thông tin chính thống của đồng chí Thao, và để không mất thời gian của quý vị các bạn nữa, mình xin vào vấn đề. Ở cái phần thứ nhất là giới thiệu về một số đặc điểm của con đà điểu, thì quý vị các bạn có thể xem đó, mình có thể zoom zoom lại cho các bạn xem. Thì gồm có những cái thông tin như thế này. Đấy. À, các bạn có thể tham khảo từ cái việc nhiệt độ, trọng lượng đó. Đó. Và thông tin số điện thoại của mình là 033 5305 982. Đây là mình chụp hình của một cái cuốn tài liệu, nên là mình muốn công khai cho các bạn trên mạng internet để các bạn theo dõi. Đó. Đến cái trang tiếp theo là các bạn, nếu như các bạn đang xem kênh thì các bạn có thể tạm dừng hoặc là ấn tua này, thì các bạn có thể theo dõi được những cái thông tin chính thống. Để đây là các bạn đọc cho nó rõ. Đây, chúng ta mã hóa rồi, ta mã hóa rồi. Đó, đây là sang phần 2 thì một số tổ hợp lai đà điểu. Đấy. Gồm có VB12. Đấy. Các bạn nhìn trên màn hình là cái con trống là lông nó màu đen hơn. Ở ngoài thực tế thì con trống bao giờ cái mỏ của nó đỏ và cái chân, cái giò của nó đỏ các bạn nhé. Tiếp theo là trang số 8 thì các bạn nhìn thấy là về cái thức ăn tinh, thức ăn xanh, thời gian khai thác. Đấy. Tất cả những cái thông tin này các bạn có thể tham khảo. Đó. Ở trang số 9 thì các bạn là nghiên cứu về cái đà điểu thương phẩm. Đấy. Thời gian nuôi, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể. Đấy. Trang thứ 10 thì các bạn khai thác trứng. Đấy. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. Và cái tiếp theo là trang số 11 thì có cái thông tin như trên. Đấy. Trang số 13 chúng ta sang cái phần thứ ba là cái chuồng nuôi và cái dụng cụ chăn nuôi ra làm sao. Đấy. Thì cái trang này có lẽ là các bạn nên tìm hiểu kỹ. Thứ nhất là về chuồng trại phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đà điểu, chuồng úm, chuồng nuôi giò hậu bị, chuồng nuôi sinh sản. Chuồng nuôi đà điểu từ 1 đến 3 ngày, 1 đến 3 tháng tuổi. Chuồng nuôi úm phải thông thoáng nhưng giữ được ấm, tránh gió lùa. Sân chơi tốt nhất là trồng thảm cỏ hoặc đất bằng, được nhặt sạch các dị vật như mảnh thủy tinh, sợi kim loại, que nhọn. Nên trải một lớp cát mỏng từ 3 đến 5 cm trên bề mặt sân chơi, để đà điểu vận động tốt và có thể hút các chất do đà điểu bài tiết. Chuồng nuôi úm cần phải được vệ sinh sạch sẽ theo quy trình. Mái chuồng được lợp bằng tôn, ngói hoặc các vật liệu địa phương, cần có độ dốc khoảng 30 độ để có thể thoát nước mưa tốt. Bề mặt tường, trần và nền bằng gạch bê tông có láng xi măng bằng phẳng nhẵn, lên chuồng có độ dốc để thuận tiện cho việc dọn vệ sinh, tẩy uế. Khi xây dựng chuồng phải bố trí đầy đủ
trang thiết bị chiếu sáng, thông gió và điều kiện phục vụ cho tất cả công tác vệ sinh phòng dịch an toàn sinh học. Yêu cầu diện tích chuồng và sân chơi cho đại biểu giai đoạn này như sau. Đấy. Thứ nhất là các bạn đây, các bạn có thể theo dõi. Đấy. Từ 1 đến 30 ngày thì chuồng úm cái mật độ là từ 0,3 đến 0,5 trên một con. Đấy. Và cái sân chơi của nó là 2 mét vuông. Đấy. Nên là cái úm là cái khu vực úm, còn cái khu vực sân chơi là khu vực rộng hơn. Và tương ứng với 30 đến 60 ngày tuổi, tương ứng với loại 60 đến 90 ngày tuổi, các bạn tham khảo trên cái bảng trên. Cái ý thứ hai là chuồng nuôi đại điểu dò họ bị. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo độ rộng, độ dài, tất cả. Ý tiếp theo là chuồng nuôi đại điểu sinh sản thì phải như thế nào, để các bạn đọc cho kỹ. Có lẽ là mình cũng không tiện đọc để cho các bạn mất cái thời gian tập trung. Mình sẽ sang trang thứ 14. Trang 14 ở đây thì các bạn thấy là cái bản vẽ nó mang tính chất là tượng trưng đường đi chuồng nuôi, đường chạy. Rồi cái ý tiếp theo là mục 2 là các bạn vào cái dụng cụ chăn nuôi là đèn chụp sưởi, dụng cụ sưởi ấm. Đấy, thì các bạn cố gắng đọc hết những cái này. Có thể là tôi mã hóa trên mạng này thì các bạn có thể vào YouTube các bạn xem. Và khi các bạn đến những cái phần văn bản như này, các bạn có thể ấn tạm dừng video này, các bạn có thể chụp màn hình hoặc các bạn có thể là đọc đó. Cái trang 15 chúng tôi nói đến quây úm, lồng úm, rồi thảm lót và chất độn chuồng, máng ăn, đúng không ạ? Trang thứ 16 thì máng uống đó. Rồi phần 4 là an toàn sinh học trong chăn nuôi đà điểu. Đó, là trang thứ 17 là quy định về việc cách ly. Đó. Trang thứ 18 thì vệ sinh khử trùng và chống chuồng. Đó. Trang số 19 là vệ sinh thú y trước mỗi đợt nuôi, vệ sinh thú y trong quá trình chăn nuôi. Và trang số 20, rồi tiếp theo là sang phần 5 là trang số 21 là kỹ thuật chăn nuôi đà điểu sinh sản. Giai đoạn đà điểu con từ 1 đến 90 ngày tuổi. Chọn đà điểu giống ra làm sao, nhiệt độ và độ ẩm như thế nào, được thể hiện trong cái trang số 21. Trang sang thứ 2 thì chúng ta có, ngoài cái việc tiếp diễn trang 21, các bạn theo dõi về ngày tuổi, nhiệt độ, độ ẩm. Thì cái mục 1.3 thì ánh sáng và vận động. Sang trang thứ 23 là mật độ và quy mô đàn, chế độ dinh dưỡng và cách cho ăn, thì các bạn có thể theo dõi kỹ. Tôi không có hy vọng là các bạn sẽ đọc kỹ được cái văn bản đây. Tôi cố gắng chụp bằng cái hình ảnh rất là nét, rất là trung thực. Tiếp theo thì là trang 24, đấy, có những cái bảng trên. Trang số 25 thì cũng có những cái bảng tham chiếu, các bạn đọc tiếp diễn và tư duy kết nối theo cái trang số 24. Và đến trang số 26 thì các bạn tham chiếu, kết nối, tư duy giai đoạn nuôi, dò họ bị, đấy. Rồi chọn đàn hiểu giống. Đấy. Ở trang số 27 thì mật độ nuôi, rồi thức ăn và phương pháp cho ăn. Đó. Ở trang số 28 thì các bạn ngoài cái việc tài liệu như thế này, các bạn có thể gọi điện cho mình với số điện thoại là 033 5305 982 để được tư vấn trực tiếp khi các bạn gặp phải những vấn đề gì. Đấy. Các bạn có những cái thắc mắc băn khoăn thì các bạn có thể gọi thẳng cho tôi. Đó. Có thể là số thứ hai là 0989 177 982. Tất nhiên các bạn cố gắng sẽ gọi vào những cái giờ hành chính, không nên gọi vào những giờ cao điểm, giờ ngủ, giờ nghỉ, giờ không làm việc của toàn xã hội. Và một điều mở ngoặc với các bạn là các bạn mua con giống của bên mình thì các bạn yên tâm là bên mình đã bán nhiều năm qua rồi. Mỗi một năm mình bán rất là nhiều nghìn con và có chế độ hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn kèm theo, thuốc và chế độ bảo hành cũng như là cái phiếu. Khi mà các bạn muốn đặt con giống mà lấy sớm bắt đầu mùa, các bạn nên đặt trước một vài tháng. Ví dụ như quy trình của chúng mình là
từ tháng 2 âm lịch, bắt đầu ăn Tết xong là từ tháng 2 âm lịch là được bán con giống ra và kéo dài đến tận tháng 10 âm lịch thì mới hết mùa. Nói vậy là từ tháng 12 âm lịch cho đến tháng 1 âm lịch là giai đoạn các bạn lên gọi điện chuyển khoản một phần nào đó. Đấy, 500 1 triệu dù một phần ít nhưng mà chúng tôi sẽ lưu giữ cái phiếu đặt cọc và phiếu đặt số lượng cũng như thời điểm. Tôi sẽ trả hàng cho các bạn, trả con giống cho các bạn vào tháng 2. Năm nào cũng vậy, đó là cách để chúng ta có trách nhiệm trong công việc và cách để chúng tôi có cái kế hoạch chủ động để điều phối con giống. Tiếp theo trở lại vấn đề về cái quyển sách này thì các bạn xem cái phần nước uống, giai đoạn sinh sản của đà điểu. Chọn đà điểu, ghép đàn và phối giống. Rồi thức ăn và phương pháp cho ăn. Đó, trang số 30 rồi, cuốn sách cũng không đó thì đây là hàm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn. Đó, các bạn có thể không đạt được cái mức độ như nào đấy nhưng đó cũng là một cái thông tin để các bạn tham chiếu. Đấy, vừa rồi là các bạn nghe cái nhạc chờ ở điện thoại, khi mà người gọi đến thì nhạc chuông của mình nó cũng như vậy, và khi các bạn gọi cho mình thì các bạn cũng nghe được những bản nhạc như vậy. Đó là những bản bản nhạc chờ mang tính chất thương hiệu của mình. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang trang số 32. Trang 32 là mật độ nuôi, thời điểm đẻ trứng. Đó. Và trang số 3 là thu nhập và bảo quản trứng. Rồi tiếp theo là trang số 34, thời điểm ngưng đẻ trong năm. Đó. Rồi trang số 35 là sang phần 6 là kỹ thuật nuôi đà điểu thịt, chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. Đấy, thì chúng tôi có từng chương từng phần và trên màn nhỏ các bạn thì nhìn thấy cái chữ ký của đồng chí Thao. Đó. Thì đây cũng là mang tính chất là mình chia sẻ cái tài liệu chính thống lên cái mạng để cho các bạn không có điều kiện mua sách, không có thời gian để gặp và không có những cái điều kiện khác. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội là xã hội internet, xã hội về không giới hạn về khoảng cách, và quan điểm của mình là cho đi rồi sẽ có lúc nhận lại. Hy vọng rằng những cái video, những cái file ảnh chụp như này sẽ mang lại những một số những thông tin bổ ích cho bà con, để bà con có những cái kiến thức để cả bà con chăn nuôi thành công, mang lại hiệu quả kinh tế và phát triển, nâng cao đời sống và nâng cao được cái chất lượng thu nhập bình quân đầu người cho kinh tế Việt Nam. Và tiếp tục thì mình sẽ chuyển sang trang số 36. Thì các bạn mỗi một trang này mình để khoảng tầm 15 20 giây thì mình sẽ lật. Thì khoảng thời gian này các bạn có thể tạm dừng video hoặc chụp màn hình và các bạn lưu giữ lại trên điện thoại, trên máy tính của các bạn. Phần 2 là phân nhóm, mật độ và một số vấn đề cần quan tâm khi nuôi đà điểu thịt, đúng không ạ? Đó là những cái thông tin thức ăn và phương pháp cho ăn, chế độ dinh dưỡng, bảng dinh dưỡng tham chiếu, phương pháp cho ăn. Đó. Thì các bạn cứ theo dõi đi. Đây cũng sẽ không thừa đâu. Đó. Nước uống cho đà điểu, nuôi thịt, kỹ thuật vận chuyển đà điểu. Đó. Cách vận chuyển như nào. Thì trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay của mình thì nó đồng hành phát triển những cái video về cái con chủ đề con đà điểu. Bao hàm là những cái lúc mà khi các bạn nhận con giống các bạn phải làm gì. Khi các bạn đến xuất bán các bạn gọi cho ai và vận chuyển lên ô tô với con đà điểu nặng hàng trăm kg như nào và cách giết mổ ra làm sao thì đều có những cái video chia sẻ của cái kênh của mình. Đó, kênh của mình là mục đích là phục vụ mọi người còn bỡ ngỡ về con đà điểu được hiểu thêm. Đó, thì sang cái phần 7 này là lịch phòng tiêm bằng vaccine, sử dụng một số loại thuốc khi nuôi đà điểu. Đấy, thì các bạn nhìn này, từ những cái là Lasota, ND, đấy thì Newcastle, rồi tất cả những cái đó thì các bạn cố gắng tham chiếu. Và bây giờ cũng có những cái mũi là 5 trong 1 rồi,
Đấy, các bạn nếu các bạn cần thông tin, bạn gọi điện cho mình sẽ chỉ theo cái quy trình cũng như cái tên thuốc và cái liều lượng để các bạn phụ nuôi. Đây là những cái kinh nghiệm thực tế của những người chăn nuôi xuất sắc năm 2019. Thời điểm mình đang đăng video đây là tháng 12 năm 2019 các bạn ạ, để phục vụ cho kế hoạch năm 2020. Và theo như cái phân tích và theo như cái nhìn nhận khách quan thì với cái đà con lợn đang thiếu hụt như thế này thì con đà điểu của chúng ta sẽ lên ngôi, và chắc chắn rằng bà con ai tiếp cận với con đà điểu sẽ có được cái thắng lợi nhất định. Đấy, bởi vì cái nhu cầu của nó là đà điểu được là đánh giá là một trong những cái thực phẩm đại diện cho cái thế kỷ 21, có nghĩa là từ năm 2020 đổ đi. Nó là thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn, vì nó là họ gia cầm lông vũ ăn thực phẩm là thực vật là chính, nên là cái hàm lượng cholesterol rồi hàm lượng cho sức khỏe là tất cả các chỉ số là đều là tốt hơn con lợn, tốt hơn một số loài động vật khác, một số thuốc kháng sinh. Đấy, thì các bạn có thể thuốc sát trùng, rồi các bạn tham chiếu đó. Để cuối video thì mình xin phép được trích dẫn một cái file ở trên máy tính của mình. Đó là cái file này là nó ghi lại cái quy trình mình xuất bán con giống cho mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Đó. Thì đây là những chú đà điểu, nó cũng rơi vào tầm khoảng 15 ngày tuổi, được nhân viên đọc mã số và được đóng vào những cái thùng xốp như này, được gửi xuống văn phòng đại diện tại bến xe Mỹ Đình và văn phòng đại diện tại bến xe Miền Đông và chuyển đi toàn quốc. Sau năm 2020 thì bên mình sẽ cố gắng phục vụ cho bạn chuyển qua đường hàng không. Điều đó nó sẽ làm cho rút ngắn thời gian di chuyển trên đường và giúp cho con giống chúng ta khỏe mạnh. Đó. Thì cuối video thì mình xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, đã ủng hộ kênh, và xin chúc các bạn sẽ sớm là những cái khách hàng đầu tiên theo dõi kênh và mua con giống nơi mà chúng tôi đã phát triển đồng hành với rất nhiều bà con trong một vài năm qua. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống, trong chăn nuôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu thấy bổ ích thì các bạn có thể chia sẻ trên mạng xã hội để cho mọi người cùng học hỏi và nắm bắt được những thông tin. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có thể thấy là đây là lúc mà bên chúng tôi đang